Sau một thời gian dài vắng bóng, Vũ Văn Thanh đã chính thức quay trở lại danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Chu Xie công bố. Sự trở lại này diễn ra trong bối cảnh hậu vệ người Hải Dương thể hiện phong độ cao với câu lạc bộ Công An Hà Nội, nổi bật với khả năng tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn. Sự kiện này hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt cho vị trí hành lang cánh phải của đội tuyển, nơi Hồ Văn Cường và Trương Tiến Anh chưa thể hiện được mình là sự lựa chọn không thể thay thế. Dù Tiến Anh thường xuyên có mặt trên sân trong thời gian qua, nhưng những màn trình diễn của anh không hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Trong khi đó, dấu hỏi cũng được đặt ra cho Hồ Văn Cường, người vẫn còn nhiều điều để chứng minh sau khi không được thi đấu ở những trận gần đây tại V-League. Có thể huấn luyện viên Chu Xie sẽ phải nhìn vào những màn trình diễn trước đó của cầu thủ trẻ này ở các giải đấu trẻ để đánh giá khả năng. Trước mắt, ba cầu thủ Văn Thanh, Văn Cường và Tiến Anh đang chuẩn bị bước vào một cuộc đua không khoan nhượng để giành lấy niềm tin nơi ông thầy người Pháp. Và với những gì Văn Thanh đã thể hiện, anh hứa hẹn sẽ là một lá bài quan trọng trong đội hình chiến thuật của huấn luyện viên Chu Xie trong những trận đấu sắp tới.